Tô Mặc lùi lại hơi mạnh, vô tình va phải một người phụ nữ đang đi ngang qua phía sau. Không kịp để ý đến Đinh Cảnh Nguyên, Tô Mặc vội vàng xin lỗi cô ấy. Người phụ nữ trẻ tuổi thấy anh không phải cố ý, thái độ lại tốt, nên xua tay nói không sao rồi bỏ đi. Tô Mặc vừa định quay người lại, phát hiện Đinh Cảnh Nguyên đã tiến sát đến trước mặt. Năm nay Tô Mặc đã 27 tuổi, làm việc được mấy năm rồi. So với trước đây, Tô Mặc tự thấy mình đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều, nhưng bây giờ chỉ cần đối diện với Đinh Cảnh Nguyên, rõ ràng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy hoảng hốt. Để không để lộ sự sợ hãi, anh chỉ có thể đứng im tại chỗ. Nơi này trước cửa nhà hàng lớn, xung quanh đều có ánh đèn, bóng của mọi vật đều rất mờ nhạt. Tô Mặc nhanh chóng nhận ra mình đã bị bóng của Đinh Cảnh Nguyên bao phủ hoàn toàn. Bàn tay đầy kiểm soát của Đinh Cảnh Nguyên đưa ra trước mặt Tô Mặc, giọng nói trầm thấp rõ ràng mang theo chút vui vẻ. Lại gặp nhau rồi, Tô Mặc. Hai chữ sau cùng như được hắn thốt ra từ từ giữa kẽ răng, nhẹ nhàng và chậm rãi. Tô Mặc lặng lẽ lùi sang một bên, nghĩ đến mục đích của buổi tối hôm nay, anh đành phải phối hợp đưa tay phải ra, và rồi một lần nữa, bàn tay của anh lập tức bị Đinh Cảnh Nguyên nắm chặt. Lần này, không giống như lần đầu tiên không hề chuẩn bị tâm lý, ngoài việc tim đập nhanh hơn một chút, Tô Mặc không hề bị bất ngờ. Lòng bàn tay Đinh Cảnh Nguyên rất nóng, những ngón tay cũng không hề thành thật, siết chặt lấy tay anh, Tô Mặc cố gắng rút tay ra nhưng không được. Cuối cùng, hai người cũng đã mặt đối mặt nhìn nhau. Đinh Cảnh Nguyên muốn như vậy, muốn Tô Mặc nhìn hắn như vậy. Khoảnh khắc này, sự chú ý của Tô Mặc đều dồn cả vào hắn, cho dù là đang cau mày trừng mắt nhìn hắn. Hắn muốn trong mắt Tô Mặc chỉ có mình hắn. Đinh Cảnh Nguyên, buông tay ra. Để tôi nắm thêm một lát, tôi sẽ đồng ý giải quyết chuyện in ấn cho cậu. Lúc này, trước cửa khách sạn không có ai, chỉ có một nhân viên phục vụ đứng đó tò mò nhìn hai người đàn ông đang nắm tay nhau. Một trong số họ dường như không chịu nổi ánh mắt của người kia, bèn quay mặt đi chỗ khác. Điều kiện của Đinh Cảnh Nguyên cũng không quá đáng, bởi vì Tổng Giám đốc Lư đã nhanh chóng bước xuống. Đinh Cảnh Nguyên không đến một mình, đi cùng hắn còn có trợ lý Doãn, lúc này anh ta xuống bãi đầu xe dưới hầm. Đinh Cảnh Nguyên không thích xã giao, hôm nay hắn đồng ý đến đây, đương nhiên là lấy cớ uống rượu để gặp mặt Hồng Nhanh. Bên phía Lư Dân Ý dĩ nhiên là rất khách sáo, chỉ nói những lời xã giao, hỏi Đinh Cảnh Nguyên thích ăn món gì, công việc vất vả rồi, còn có thể nể mặt đến đây, vân vân và vân vân, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôn nhân gì. Trợ lý Doãn còn trẻ tuổi, rất hoạt bát, đặc biệt là rất biết điều. Đinh Cảnh Nguyên ít nói, nhưng có anh ta ở bên cạnh, không khí cũng không hề gượng gạo. Món ăn đã lên được một lúc, mọi người bắt đầu nâng ly. Năm nay Tổng Giám đốc Lư đã ngoài 50 tuổi, gan đã có chút vấn đề vì uống rượu, bia nhiều. Hoàng Duyệt Văn tuy là phụ nữ, nhưng tử lượng rất tốt. Tối nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp, buông mái tóc xoăn bồng bềnh. Tô Mặc đoán chắc chắn cô đã trang điểm, vốn dĩ đã xinh đẹp, cả buổi tối cứ cười tủm tỉm. Trông trẻ hơn hẳn so với lúc ở nhà máy, quả thật là một người phụ nữ rất quyến rũ. Tô Mặc làm nghề này cũng được vài năm rồi, tiếp khách là chuyện thường ngày. Đã là bên anh mời người ta ăn cơm, thì những quy tắc trên bàn rượu nhất định phải chu toàn. Anh đã cùng ly với trợ lý Doãn một ly rồi, theo thứ tự, tiếp theo là đến Đinh Cảnh Nguyên. Tô Mặc đã chần chừ nãy giờ, không thể cứ đợi Đinh Cảnh Nguyên đến tìm anh được. Tổng Giám đốc Đinh, tôi cạn ly này, anh muốn uống thế nào cũng được. Tô Mặc định đứng dậy. Đinh Cảnh Nguyên cũng lập tức đứng dậy theo. Tổng Giám đốc Lư ở bên cạnh cười ha hả, nói không thể để Tổng Giám đốc Đinh phải đứng. Tiểu Tô, cậu cứ ngồi đi. Thế là Tô Mặc hơi cúi người, ngửa cổ uống cạn ly rượu trắng. Trước đó, cho dù là Lư Dân Ý hay Hoàng Duyệt Văn mời rượu, Đinh Cảnh Nguyên đều rất hơi hợp, chỉ nhấp môi một chút. Đến lượt Tô Mặc, hắn lại cúi đầu, lập tức uống cạn ly. Sảng khoái. Lư Dân Ý lập tức cười lớn. Ông ta đã nhìn ra Đinh Cảnh Nguyên rất nể mặt Tô Mặc. Nếu đã như vậy, thì nhiệm vụ uống rượu tối nay sẽ do Tô Mặc đảm nhiệm. Vì vậy, sau đó, trên bàn rượu cứ vang lên câu nói, Tiểu Tô, cậu cùng ly với Tổng Giám đốc Đinh đi. Tiểu Tô, rót đầy ly cho Tổng Giám đốc Đinh. Sau hai lần, Tô Mặc không cần Tổng Giám đốc Lưu phải nhắc nhở nữa, tự mình chủ động mời rượu Đinh Cảnh Nguyên. Là một nhân viên kinh doanh, lúc nào cũng phải để lãnh đạo nhắc nhở mới biết kết giao với khách hàng, thì thật là kém cỏi. Tất cả những ly rượu Tô Mặc mời, Đinh Cảnh Nguyên đều uống rất dứt khoát, một hơi cạn sạch. Cho dù hắn biết Tô Mặc cố ý muốn chút say hắn, cố ý thì cứ cố ý, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi Tô Mặc ngoan ngoãn để hắn nắm tay, nghiêng mặt nhíu mày mím môi, trong lòng Đinh Cảnh Nguyên cảm thấy rất vui vẻ. Đinh Cảnh Nguyên thực sự rất nể mặt, Lưu Dương Ý vui mừng khôn xiết, biết chắc chắn chuyện này sẽ không có vấn đề gì nữa. Sau đó, không biết từ lúc nào, câu chuyện chuyển từ vụ sáp nhập sang hải sản, Tổng Giám đốc Lưu cười nói với Đinh Cảnh Nguyên, Tiểu Tô của chúng tôi là người Chiết Giang, quê hương toàn là hải sản, mùa này khuôn cá hồi, sò điệp, hầu sữa đều đang vào mùa. Tổng Giám đốc Đinh có muốn ăn đồ tươi sống không? Mấy hôm nữa, Tiểu Tô về quê,
đến lúc đó sẽ gửi cho anh mấy thùng. Được đấy. Ban đầu, Đinh Cảnh Nguyên không hứng thú lắm với chủ đề này, chỉ nghe cho có lệ, nghe đến câu cuối cùng bỗng nhiên tỏ ra thích thú. Hắn thoải mái dựa vào lưng ghế, nghiêng người, bắt chế chân, bắt đầu trò chuyện với Lư Dân Ý về việc hắn thích ăn loại hải sản nào. Tô Mặc cũng không có tâm trạng để ý xem hắn đang nói gì. Anh nghĩ nếu thực sự phải về quê, anh có thể nhân tiện đến thăm em trai Tô Chính, cũng là một việc tốt. Được đấy, càng sớm càng tốt. Nhưng mà dạo này công việc của tiểu Tô đang khá rắc rối. Lư Dân Ý diễn xuất rất đạt. Ồ, Đinh Cảnh Nguyên cụp mắt đáp lại một tiếng, trên mặt lộ vẻ chế giễu. Lúc này, Tô Mặc không cần ai phải ra hiệu nữa. Anh vội vàng tiếp lời, kể chuyện in ấn, nói rất ngắn gọn. Vì trước đó Đinh Cảnh Nguyên đã đồng ý giúp đỡ việc này sau khi Tô Mặc bị ép phải nhượng bộ một chút. Anh cũng không cần phải tìm lý do gì cho nhà máy, cũng không cần phải đổ lỗi cho ai, là do bộ phận mua hàng bên anh hay là do phòng kiểm tra không thông báo kịp thời. Được rồi, tôi đã biết tình hình. Đinh Cảnh Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Mặc đối diện, giọng nói đầy ẩn ý. Cảm ơn Tổng Giám đốc Đinh. Tô Mặc mỉm cười với Đinh Cảnh Nguyên, dùng nụ cười mà anh đã giữ suốt cả buổi tối, trước mặt lãnh đạo của mình, nâng ly kính Đinh Cảnh Nguyên một ly. Tô Mặc có tửu lượng, mặc dù tối nay đã uống khá nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức say. Nếu như sau đó Đinh Cảnh Nguyên không nói ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hắn vẫn thích uống rượu vang đỏ nhất, thì Tô Mặc đã không say rồi. Rất nhiều người có tửu lượng tốt, nhưng chỉ cần rượu trắng, rượu vang, rượu mạnh trộn lẫn vào nhau, lập tức sẽ gục ngã. Tô Mặc biết mình đã say, lúc ngồi thì không sao, nhưng vừa đứng dậy là đầu óc bắt đầu choáng váng. Hoàng Duyệt Văn đi thanh toán, trợ lý Doãn cũng xuống lấy xe trước. Tô Mặc cảm thấy mặt nóng bừng, anh đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, sau đó đi vào đó rồi không ra nữa. Anh ngồi trên bồn cầu một lúc lâu, gần như ngủ thiếp đi, sau đó điện thoại reo, là Hoàng Duyệt Văn gọi đến, hỏi anh có sao không. Tô Mặc nói với cô rằng anh không sao, mọi người về trước đi, tôi tự bắt xe về. Hoàng Duyệt Văn hỏi đi hỏi lại, Tô Mặc liên tục trả lời là không sao, nhất quyết tự bắt xe về. Hoàng Duyệt Văn dặn dò thêm vài câu, nghe thấy giọng anh rất bình thường mới cúp máy. Thật ra, Tô Mặc không muốn ra ngoài gặp lại người đó nữa. Ngồi thêm 10 phút nữa, Tô Mặc chậm rãi vịn tường buồn vệ sinh đứng dậy, cảm thấy đỡ hơn một chút. Đến bồn rửa tay bên ngoài, Tô Mặc dùng ngón tay móc họng vài cái nhưng không nôn ra được gì. Trước đây, khi uống rượu với người khác, anh cũng không ít lần say xỉn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như hôm nay. Chắc chắn Lư Dân Ý đã chọn loại rượu vang đỏ ngon nhất của nhà hàng. Hậu quả thật là quá lớn. Khuôn mặt trong gương lúc này đỏ bừng như đánh phấn, hai gò má ẩn hồng. Mẹ kiếp, Tô Mặc chửi thầm, tên đó nhất định phải uống rượu vang đỏ sao? Khiến mình khó chịu muốn chết. Tô Mặc lẩm bẩm, đồ xấu xa, Đinh Cảnh Nguyên, đồ xấu xa. Tô Mặc vừa bước ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi qua làm anh cảm thấy cơn say càng nặng hơn. Đột nhiên, anh bị người ta ôm từ phía sau, chân anh lập tức mềm nhũn, không thể bước đi nổi nữa. Đinh Cảnh Nguyên, sao anh còn chưa đi? Giọng Tô Mặc tràn đầy kinh ngạc, khàn đặc, eo bị người ta ôm chặt, anh chỉ có thể cố gắng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của người đang ôm mình. Đợi cậu, Đinh Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm vào Tô Mặc, từ đôi mắt mơ màng vì say rượu đến gò má ửng hồng, nhìn anh càng đáng yêu hơn, khiến người ta muốn ghé sát vào môi nếm thử. Tô Mặc biết rõ Đinh Cảnh Nguyên không phải là người tốt, nhưng vì say rượu, anh đã không còn sợ hãi gì nữa, liền liếc xéo hắn một cái. Đinh Cảnh Nguyên bị ánh mắt quyến rũ đó nhìn, tâm trạng bỗng chốc tốt lên. Hắn nhếch mép cười khẽ, một lúc sau mới hỏi, liếc đủ chưa? Liếc đủ rồi thì tôi đưa cậu về. Đinh Cảnh Nguyên gần như tham lam ôm chặt lấy Tô Mặc, nửa dìu nửa kéo anh lên xe. Vì trợ lý Doãn cũng uống rượu nên đã bắt taxi về trước, người lái xe bây giờ là do khách sạn sắp xếp. Có người ở phía trước, Đinh Cảnh Nguyên còn có chút kiêng dè, chỉ ôm chặt lấy Tô Mặc trong lòng. Tô Mặc uể oải vùng vẫy vài cái không được, bèn hờn dỗi quay mặt đi, trừng mắt nhìn Đinh Cảnh Nguyên, mắng, đồ xấu xa. Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đinh Cảnh Nguyên chậm rãi ghé sát mặt vào, càng ngày càng gần, cuối cùng cầm hắn chạm vào vai Tô Mặc. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển từ mắt Tô Mặc xuống đôi môi đỏ mọng bất thường của anh, giọng nói trầm thấp khàn đặc, gần như không thể nghe thấy, sao tôi lại xấu xa? Tô Mặc đã sớm quay mặt đi chỗ khác, liếc mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy đôi mắt trong gương chiếu hậu, anh chợt nhớ ra, trên xe còn có người khác. Tuy đầu óc choáng váng, người không còn chút sức lực nào, nhưng tâm trí Tô Mặc vẫn rất tỉnh táo. Eo bị Đinh Cảnh Nguyên ôm chặt từ phía sau, anh liền cố gắng nghiêng người sang một bên, muốn cách xa Đinh Cảnh Nguyên một chút. Đầu tựa vào ghế, anh thử dùng sức đẩy hai tay Đinh Cảnh Nguyên ra, nhưng vô ích. Đinh Cảnh Nguyên từng là vận động viên đấu kiếm, thân hình cường tráng, sau này cũng không hề lơ là việc rèn luyện thể lực, Tô Mặc không thể nào thoát khỏi vòng tay hắn. Vừa rồi, Tô Mặc nghe thấy Đinh Cảnh Nguyên nói địa chỉ nhà mình cho tài xế.
Tại sao Đinh Cảnh Nguyên lại biết? Câu hỏi này hiện tại đầu óc Tô Mặc không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Bên tai anh, hơi thở nóng rực phả vào, là Đinh Cảnh Nguyên đã áp sát lại gần. Lồng ngực trắng chắc của hắn áp vào lưng Tô Mặc, khiến anh có chút khó thở. Cậu muốn làm gì? Tô Mặc dùng khuỷu tay huýt về phía sau, giọng nói rất nhỏ, dường như còn mang theo chút sợ hãi và bất lực. Đinh Cảnh Nguyên không trả lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của Tô Mặc, chỉ siết chặt lấy hai tay anh trong lòng bàn tay mình. Cho đến khi Tô Mặc không còn vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm trọn vào lòng, hắn mới hài lòng thở ra một hơi. Cầm Đinh Cảnh Nguyên áp vào của Tô Mặc, giữ nguyên tư thế có phần kỳ quặc này, không nhúc nhích nữa. Trong xe yên tĩnh trở lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon nhấp nháy, ánh đèn đường màu vàng nhạt lướt qua cửa kính xe như dòng nước chảy. Tô Mặc cố gắng mở to mắt nhìn, cơ thể theo quán tính của chiếc xe đang chạy với tốc độ cao mà lắc lư nhẹ nhàng. Lắc lư một hồi, mí mắt anh liền muốn sụp xuống. Một mặt, anh biết mình không nên ngủ. Mặt khác, trong cơn mơ màng, anh lại cảm thấy tất cả những điều này có chút không chân thật, giống như đang trong mơ. Trong mơ lại xuất hiện Đinh Cảnh Nguyên, lại bị hắn cưỡng ép khống chế. May mà lần này hắn không phát điên. Nghĩ vậy, Tô Mặc an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Đến nơi, Đinh Cảnh Nguyên lấy ví tiền ra, rút một tờ 100 tệ mới tinh đưa cho tài xế. Quay đầu nhìn Tô Mặc, vì không còn vòng tay hắn đỡ lấy, Tô Mặc đã ngã nghiêng trên ghế. Đinh Cảnh Nguyên đỡ Tô Mặc ngồi thẳng dậy, sau đó nhanh chóng áp sát người vào, không chút do dự hôn lên lúm đồng tiền mà hắn đã khát khao cả buổi tối. Khoảnh khắc cơ thể chạm vào Tô Mặc, Đinh Cảnh Nguyên thoải mái thở ra một hơi. Hắn ghé sát môi vào má Tô Mặc, mút lấy lúm đồng tiền kia như thể muốn nuốt chửng anh. Chỉ với hành động đó, cơ thể Đinh Cảnh Nguyên đã hoàn toàn cưng cứng. Buổi tối hắn cũng uống không ít rượu, nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra mình say rồi. Tim hắn bắt đầu đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập, dục vọng hòa quyện cùng men rượu cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Bị hôn cuồng nhiệt như vậy, Tô Mặc làm sao có thể không tỉnh? Cho dù không tỉnh cũng bị trọng lượng cơ thể Đinh Cảnh Nguyên đè cho tỉnh. Lúc tài xế xuống xe, đèn trong xe không bật, nên khi Tô Mặc mở mắt ra chỉ thấy một màu đen kịt. Đầu óc vẫn còn choáng váng, anh ngây người vài giây mới hoàn toàn nhận ra tình hình hiện tại, sau đó lập tức hoảng sợ. Toàn thân anh, với điểm trung tâm là lúm đồng tiền bên má trái đang bị Đinh Cảnh Nguyên bút lấy, bắt đầu run rẩy. Tô Mặc dùng hết sức lực muốn đẩy hắn ra, miệng lắp bắp, "Đinh Cảnh Nguyên, buông tôi ra." Âm. Vừa mới phát ra tiếng, miệng đã bị Đinh Cảnh Nguyên chặn lại. Hai cổ tay đang vùng vẫy cũng bị hắn ghì chặt trên đỉnh đầu. Với tư thế này, Đinh Cảnh Nguyên không thể dùng hết sức được, Tô Mặc thiếu chút nữa thì bị hắn đè đến không thở nổi. Tô Mặc lắc đầu, không chút lưu tình cắn mạnh vào lưỡi đang quấy phá trong miệng mình. Anh tưởng rằng mình đã dùng hết sức lực, nhưng Đinh Cảnh Nguyên lại không kêu lên một tiếng. Lưỡi bị thương vẫn điên cuồng khuấy đảo trong miệng Tô Mặc, liếm hàm răng vừa cắn hắn đến chảy máu, ngậm lấy môi trên rồi môi dưới của anh mà mút lấy. Khoang miệng hai người tràn ngập mùi máu tanh. Trong không gian tối đen, không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng thở dốc hỗn loạn của Đinh Cảnh Nguyên và tiếng âm phát ra từ Tô Mặc. Vật kia của Đinh Cảnh Nguyên vẫn cứng rắn chọc vào chân Tô Mặc, bị đè nén, cắn nuốt, khống chế như vậy, toàn thân bị hơi thở cuồng bạo bao vây, Tô Mặc cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Cuối cùng, anh run rẩy đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng miệng lại không dám cắn nữa. Lưỡi tê rần, mồ hôi ướt đẫm, hai chân cố gắng đạp vào ghế, giày da đã sớm bị đá văng ra. Trong lúc giải dụ, đầu Tô Mặc đập vào cửa xe, cổ tay lập tức bị Đinh Cảnh Nguyên ấn lên cửa kính xe. Cảm giác lạnh lẽo từ tấm kính khiến cả hai người đều run lên. Ngoan một chút có được không? Đinh Cảnh Nguyên ghé sát tai Tô Mặc, giọng nói gần như chỉ còn là hơi thở. Do lưỡi bị thương, lời nói rất nhẹ và mơ hồ, tai người nghe gần như không thể nghe thấy. Cậu rõ ràng cũng thích tôi. Tô Mặc. Lúc này, hai tay Tô Mặc vẫn bị ấn trên cửa kính xe không thể động đậy, da thịt ở cổ tay bị chiếc nhẫn trên tay Đinh Cảnh Nguyên cọ sát đến đau rát. Anh chỉ có thể thở hổn hển, hai trái tim đang dán chặt vào nhau đập thình thịch, không phân biệt được cơ thể ai đang run rẩy. Có ma mới thích cậu. Cậu thích. Ngày cậu đến xem tôi thi đấu, tôi đã biết rồi, cậu thích tôi. Tình biến thái này, tôi hối hận vì trước kia đã đối xử tốt với cậu. Phục. Tô Mặc nghiêng đầu, nhổ nước bọt đắng ngắt trong miệng vào mặt Đinh Cảnh Nguyên. Đinh Cảnh Nguyên không hề tức giận, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mặc, nhẹ nhàng liếm láp môi anh, thì thầm, cậu có cảm giác với tôi. Tô Mặc, cậu đang tự lừa dối mình. Cậu không chạy thoát được đâu, đừng hòng chạy, cả đời này cũng đừng hòng. Đồ biến thái, tự luyến. Tô Mặc lạnh lùng mắng hắn. Không khí trong xe ngột ngạt nóng bức khiến đầu óc anh cũng trở nên choáng váng, mặt mày nóng bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Anh co chân muốn đá văng người đàn ông kia ra, lại chạm phải thứ nguy hiểm cứng rắn của hắn.
Đinh Cảnh Nguyên lập tức rên rỉ một tiếng, áp sát cơ thể xuống chặt hơn. Cậu tránh ra. Tô Mặc nhìn chằm chằm Trần Xe, thở hổn hển nói, tôi không thích như vậy. Đinh Cảnh Nguyên, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu. Vừa dứt lời, Đinh Cảnh Nguyên lập tức buông lỏng tay, ôm Tô Mặc từ trên ghế lên. Giống như 5 năm trước, Tô Mặc siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng mặt Đinh Cảnh Nguyên đấm tới. Đáng tiếc, lần này đầu óc anh choáng váng, không còn chút sức lực nào, nắm đấm tung ra không đủ nhanh. Đinh Cảnh Nguyên cũng không ngã hai lần ở cùng một chỗ, nắm đấm của Tô Mặc rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn xoay ngược tay, bẻ ngược hai tay Tô Mặc ra sau lưng, mũi chạm vào mũi anh, cười xấu xa nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mặc. Mối thù cậu đánh tôi đến mức bị chấn động não, tôi còn chưa nói đâu. Mối thù cậu hại tôi bị đuổi khỏi nhà, tôi cũng chưa tính sổ với cậu. Tô Mặc dựa sát vào ghế, trừng mắt nhìn hắn. Đó không phải tôi, là mẹ tôi. Đinh Cảnh Nguyên sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến Tô Mặc bị tổn thương. Đây không phải là thích. Tô Mặc nhanh chóng quay mặt đi, tránh né đôi môi đang áp sát của Đinh Cảnh Nguyên. Đinh Cảnh Nguyên, đây rõ ràng là cưỡng hiếp. Vừa dứt lời, Tô Mặc đã kêu lên một tiếng đau lớn. Đinh Cảnh Nguyên cắn mạnh vào cổ anh. Cảm giác làn da nhạy cảm trên cổ bị răng và lưỡi ghì chặt không chỉ đau mà còn rất đáng sợ. Toàn thân Đinh Cảnh Nguyên đè lên người anh, vật cương cứng kia cũng đang cọ sát lung tung. Tô Mặc bị khống chế đến mức không thể động đậy. Cảm giác này giống như đang bị ma cà rồng cắn vào cổ. Cậu cưỡng ép tôi như vậy, tôi sẽ không bao giờ thích cậu. Lời nói cũ lặp lại, nhưng đây chính là điểm yếu của Đinh Cảnh Nguyên. Cậu dám nói bậy nữa, thử xem. Đinh Cảnh Nguyên đưa tay vuốt ve vần trán ướt đẫm mồ hôi của Tô Mặc, ấn anh vào lưng ghế. Trong bóng tối, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đối phương. Tô Mặc là người đẹp nhất mà hắn từng gặp trong đời. Hắn muốn có được con người này và muốn đối phương yêu hắn. Muốn bên nhau trọn đời trọn kiếp, sống chết không rời. Nếu là Đinh Cảnh Nguyên của trước kia, trong tình huống này, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho Tô Mặc. Tô Mặc bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sóng tình cuồn cuộn, dâng trào mãnh liệt, gần như muốn nhấn chìm anh. Dần dần, khóe miệng Đinh Cảnh Nguyên chảy ra một dòng máu tươi. Cảnh tượng này trong không gian ngột ngạt nóng bức khiến trái tim Tô Mặc vừa mới bình tĩnh lại được một chút lại bắt đầu đập thình thịch. 12 giờ đêm, Tô Mặc ngồi ngẩn người trong hành lang sáng trưng của phòng cấp cứu. Vết cắn trên lưỡi Đinh Cảnh Nguyên rất sâu, máu chảy không ngừng, chỉ có thể đến bệnh viện truyền dịch cầm máu. Trong phòng trực, hai cô y tá đang dùng điện thoại nghe nhạc. Trong phòng truyền dịch chỉ có một mình Đinh Cảnh Nguyên đang giả vờ yếu ớt, còn ở hành lang bên ngoài chỉ có một mình Tô Mặc đang ngẩn người. Sau 3 tiếng đồng hồ, cả hai người đều đã tỉnh rượu. Lịch sử dường như lặp lại. Lại là Tô Mặc đưa Đinh Cảnh Nguyên đang chảy máu không ngừng đến bệnh viện cấp cứu. Lại là đêm hè nóng bức 12 giờ đêm. Bác sĩ trực ban vừa rồi lại một lần nữa âm thầm đánh giá vẻ ngoài khả nghi của hai người. Tô Mặc. Đinh Cảnh Nguyên gọi vọng ra ngoài, giọng khàn đặc, nói chuyện không rõ ràng. Bác sĩ nói vết thương trên lưỡi Đinh Cảnh Nguyên rất nghiêm trọng, lưỡi đã bị sưng. Tô Mặc không trả lời. Một lúc sau, Đinh Cảnh Nguyên lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng điệu rõ ràng rất mất kiên nhẫn. Tô Mặc chỉ đành dịch chuyển vị trí, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa nhất, sau đó duỗi một chân dài ra cửa. Lúc này, trên chiếc quần dài sáng màu vẫn còn một vết máu đỏ tươi, không biết dính vào từ lúc nào. Trên cổ tay đặt trên đùi có hai vòng tròn bầm tím. Đinh Cảnh Nguyên nhìn thấy, biết người vẫn chưa đi. Tô Mặc mà dám đi, Đinh Cảnh Nguyên dám để mặc cho lưỡi mình chảy máu đến chết. Cả hai đều hiểu rõ điều này. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, từ lúc y tá vào rút kim đến khi Đinh Cảnh Nguyên ra ngoài, Tô Mặc đã rời đi, để lại chiếc chìa khóa xe có hình đôi cánh trắng trên chiếc ghế nhựa màu xanh bên ngoài. 1:30 sáng, tại bãi đậu xe yên tĩnh bên ngoài phòng cấp cứu, Đinh Cảnh Nguyên vừa mở cửa xe ra lại tức giận đóng sầm lại. Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho trợ lý thứ hai, nhưng đầu dây bên kia vừa reo lên, hắn đã cau mày cúp máy. Quay người lại, Đinh Cảnh Nguyên mở cửa xe lần nữa, thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngồi vào trong. Trong xe có rất nhiều vết máu, trên bảng điều khiển còn vứt lung tung mấy tờ giấy ăn dính máu. Không chỉ vậy, trong xe còn vương mùi máu tanh nồng nặc. Lúc nãy có Tô Mặc ở đây, Đinh Cảnh Nguyên không cảm thấy gì. Giờ chỉ còn một mình, hắn mới thấy chiếc xe của mình bẩn thỉu lộn xộn đến mức nào, thật sự cực kỳ khó chịu. Đinh Cảnh Nguyên cau mày lái xe đến tiệm chăm sóc xe hơi quen thuộc, nơi vẫn còn mở cửa vào lúc rạng sáng. Đinh Cảnh Nguyên bị thương ở lưỡi, không nói được, nhưng ông chủ cũng không cần hắn phải dặn dò, đã biết yêu cầu của hắn. Từ trong ra ngoài phải được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả nắp bình xăng cũng phải mở ra lau chùi vài lần. Ngoài ra, không được tự ý động vào bất cứ thứ gì trên xe. Ông chủ mời Đinh Cảnh Nguyên vào trong ngồi, bên trong có cà phê, ghế sofa, còn có cả tivi. Đinh Cảnh Nguyên vẫn không nói gì, chỉ xua tay từ chối. Hai tay đút túi quần, đối diện với con đường lớn vắng lặng, Đinh Cảnh Nguyên đứng im như tượng hơn một tiếng đồng hồ, trong đầu chỉ nghĩ đến Tô Mặc.
lưỡi hắn lúc này đã sưng vù, đau rát vô cùng. Tô Mặc, cậu thật nhẫn tâm. Nghĩ đến đây, khóe miệng Đinh Cảnh Nguyên nhếch lên một nụ cười. Lúc nãy bị hắn cưỡng hôn, cả người Tô Mặc run rẩy như cầy sấy, con thỏ nóng nảy còn cắn người cơ mà. Nhưng may mắn là, cuối cùng hắn cũng được ôm người trong lòng, hôn lên môi ấm. Cùng lúc đó, Tô Mặc đã lên taxi về thẳng khu chung cư, xuống xe ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Vào trong siêu thị, anh mua bia và thuốc lá. Lúc tính tiền, anh tiện tay lấy thêm một chiếc bật lửa trên kệ. Vừa ra khỏi siêu thị, Tô Mặc đã vội vàng xé bao thuốc, châm một điếu, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu phả ra một làn khói dài thẳng tắp. Cứ như vậy, dường như có thể trút bỏ được những thứ ngột ngạt trong lồng ngực. Tô Mặc vốn không nghiện thuốc lá, chỉ là mấy ngày nay anh hút nhiều hơn một chút. Khu chung cư lúc rạng sáng rất yên tĩnh, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Đi ngang qua chiếc ghế dài bằng gỗ dưới lầu, Tô Mặc bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu. Quay đầu lại nhìn, thì ra là con mèo hoang tam thể ở gần đây. Có phải mày đói rồi không? Tô Mặc dừng lại, đứng đó nói chuyện với con vật nhỏ, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, giọng nói rất nhẹ. Muốn đến đây không? Tô Mặc bước thêm hai bước, lại quay đầu nhìn nó. Con mèo hoang chỉ trốn sau ghế, kêu mèo mèo hai tiếng với anh. Vậy thì thôi vậy. Tô Mặc không miễn cưỡng, xoay người bước vào cầu thang. Tô Mặc vẫn luôn rất bình tĩnh. Về đến nhà, anh thay giày, cởi áo sơ mi, mở lon bia, vừa uống vừa đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa. Sau đó, anh sững sờ trước gương. Lúm đồng tiền trên má trái đã bị hôn đến tím bầm, trên cổ còn có một dấu răng rất rõ ràng, khóe miệng cũng có một vết xước nhỏ. Trong gương, người đàn ông có làn da trắng hơn so với đàn ông bình thường, ngũ quan cũng được coi là thanh tú, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là lúm đồng tiền bên má trái, dù cười hai mím môi đều rất rõ ràng. Cởi áo ra, thân hình anh chỉ có thể coi là vừa vặn, vai không rộng, cơ bắp cũng không săn chắc mấy. Tô Mặc nhìn mình trong gương hồi lâu, không biết rốt cuộc Đinh Cảnh Nguyên yêu anh ở điểm nào mà lại yêu đến mức phát điên như vậy. Đinh Cảnh Nguyên và Tô Mặc vào đêm hè nóng bức này, cùng một lúc, ở một nơi nào đó mà đối phương không hề hay biết, tâm linh tương thông, vì đối phương mà ngơ ngẩn. Cổ tay có thể dùng áo sơ mi dài tay che đi, còn trên mặt thì che bằng cách nào. Tô Mặc vốn định xin nghỉ, nhưng sáng nay anh còn chưa kịp gọi điện thoại thì Hoàng Việt Văn đã gọi đến trước. Vị trợ lý họ Doãn kia sáng nay đã liên lạc với cô, nói là hai ngày nữa, tổng giám đốc nên muốn mời khách ở nhà riêng, nói đến đây thì dừng lại, không nói gì thêm nữa. Nhưng Hoàng Duyệt Văn làm sao mà không hiểu chứ? Chẳng phải là muốn ăn hải sản sao? Nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn ăn hải sản. Đinh Cảnh Nguyên có rất nhiều tiền, tại sao lại phải bảo trợ lý gọi điện thoại đến đòi họ? Nguyên nhân có lẽ là hai điều. Một phút sau, trong cuộc điện thoại với Lưu Dân Ý, Hoàng Duyệt Văn phân tích như sau. Một, đây tỏ thái độ, là thái độ của Đinh Cảnh Nguyên đối với Hằng Viễn. Hai, chắc chắn là muốn ăn hải sản ở quê của Tô Mặc. Tên Đinh Cảnh Nguyên này đặc biệt quý mến Tô Mặc. Tô Mặc nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hành động nhanh chóng như vậy, rất phù hợp với phong cách làm việc của Đinh Cảnh Nguyên. Vậy hôm nay tôi không đến nhà máy nữa. Không cần phải xin nghỉ rồi. Chiều đi cũng được, có muốn đến nhà máy tìm kế toán tạm ứng tiền trước không? Để về rồi báo cũng được, tôi ứng trước, đỡ phải chạy đi chạy lại mất công. Cũng được, tùy anh. Về nhà nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt, dạo này nhà máy cũng không có việc gì quan trọng. Nếu nhà máy thứ hai có việc gì gấp, tôi sẽ bảo Giang Vũ theo dõi giúp cậu. Giọng điệu của Hoàng Duyệt Văn lúc này có phần khách sáo hơn so với trước đây. Dường như vì được Đinh Cảnh Nguyên ưu ái mà Tô Mặc bỗng chốc có giá trị hơn hẳn. Được. Tô Mặc nhẹ giọng đáp. Đã lâu rồi Tô Mặc không về quê. Ô thị quê anh là một thành phố cấp huyện ven biển của tỉnh Chiết Giang, nổi tiếng với hải sản. Từ Tân Thành đến ô thị đi máy bay mất nửa tiếng, đi tàu hỏa mất 1 tiếng rưỡi, đi ô tô cũng chỉ khoảng 2 tiếng. Cha mẹ Tô Mặc đều là giáo viên, cả đời dạy học, đào tạo biết bao thế hệ học sinh. Từ tay họ, biết bao nhiêu học sinh đã thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng trên cả nước, có thể nói là học trò trải dài khắp thiên hạ. Chỉ là không ngờ, dạy người thì giỏi, cuối cùng lại không dạy dỗ nổi đứa con trai của mình. 5 năm rồi, Tô Mặc gọi điện thoại về nhà. Tô Tuyền Phong chưa từng bắt máy, chỉ cần nghe thấy giọng anh là lập tức cúp máy. Mẹ Tô rốt cuộc cũng mềm lòng hơn, mấy năm sau lén lút liên lạc với con trai sau lưng chồng. Bà cũng không chỉ một lần rơi nước mắt hỏi Tô Mặc, rốt cuộc chuyện giữa anh và cậu học sinh họ Đinh kia là thật hay giả. Tô Mặc mỗi lần đều trả lời là giả. Lúc đó, Tô Mặc sợ Đinh Cảnh Nguyên sẽ làm ầm ĩ chuyện của bọn họ lên trường học. Đến lúc đó, e rằng cha anh sẽ bị tức chết mất. Tô Mặc biết, Đinh Cảnh Nguyên có thể làm ra bất cứ chuyện điên rồ gì. Thời gian trôi qua thật nhanh. Anh rời khỏi ô thị vào buổi sáng mưa bão năm đó. Vậy mà đã 5 năm rồi. Hôm đó, chỉ có em trai Tô Chính là người bất chấp mưa gió chạy đến tiễn anh. Năm đó, Tô Chính mới 18 tuổi,
thân hình gầy gò ướt sũng nước mưa, cuối cùng còn khóc nức nở, mếu máo nói, anh đừng đi, em không cho anh đi. Chớp mắt một cái, Tô Chính đã tốt nghiệp đại học, sắp đi làm rồi. Anh đã có công việc ở Tân Thành, sau này cũng sẽ có gia đình riêng. Mọi thứ trên thế giới này đều thay đổi theo thời gian. Rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thế nhưng, tình cảm của Đinh Cảnh Nguyên dành cho anh lại không hề thay đổi. Tại sao? Đinh Cảnh Nguyên nói, đó không phải tôi, là mẹ tôi. Có thật không? Ngay cậu đến xem tôi thi đấu, tôi đã biết rồi, cậu thích tôi. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đinh Cảnh Nguyên lại nói như vậy? Tô Mặc khẽ cau mày, khoanh tay dựa vào ghế, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ tàu hỏa, những chuyện năm xưa lại ùa về trong tâm trí anh. Kỳ nghỉ hè năm ba đại học, trường chuyển địa điểm từ ngoại ô vào nội thành. Sinh viên được tự do lựa chọn bạn cùng phòng, sắp xếp lại chỗ ở. Một số sinh viên bản địa muốn giữ chỗ trong ký túc xá, cũng có những người không đủ số lượng nên phải ở ghép với sinh viên khác lớp, khác khoa. Hơn nữa, điều kiện ký túc xá ở khu cũ cũng kém hơn, nên có thể nói là khá lộn xộn. Rất nhiều nam sinh khoa tiếng Anh chuyển ra ngoài, được phân vào tòa nhà bên cạnh, ở chung với nam sinh khoa thể dục thể thao. Trong số đó, Tô Mặc và bạn cùng phòng Lương Bân tình cờ được xếp ở chung với hai nam sinh năm tư. Sống cùng nhau cả tháng trời mà chưa từng gặp mặt hai người kia, ban đầu còn tưởng là sinh viên ở ngoài, sau này mới biết là sinh viên liên thông, chỉ treo danh ở khoa thể dục thể thao của trường, bình thường muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lương Bân thì rất vui mừng, hai người ở một phòng quả thực thoải mái vô cùng. Cả ngày yên tĩnh không ai làm phiền, không còn phải nghe đám con trai bản địa tụ tập lại buôn chuyện bằng thứ tiếng địa phương mà cậu ta không hiểu. Hơn nữa, Tô Mặc tính tình lại rất tốt, có lần Lương Bân lười biếng, năng để ý ôi, Tô Mặc liền giúp cậu ta giặt đóng quần áo ngâm mấy ngày rồi. Bởi vì thực sự không thể chịu nổi nữa, quần áo ngâm trong chậu lâu ngày, cả phòng đều bốc mùi. Nam sinh khoa thể dục thể thao đa phần đều phóng khoáng, chưa đầy một tháng, hai khoa đã chơi chung với nhau rất thân thiết. Buổi tối cùng nhau hút thuốc, đánh bài, chơi game online. Trời nóng bức, cửa phòng nào cũng mở toang, sau khi tắt đèn, mọi người mặc quần đùi nằm trên giường, bình phẩm về các nữ sinh xinh đẹp trong khoa. Tô Mặc rất được mọi người yêu mến, đặc biệt là đám con trai khoa thể dục thể thao rất thích trêu chọc anh, một phần vì tính anh hiền lành, một phần vì anh rất đảm đang. Không biết Lương Bân đã lỡ miệng khoe khoang ở đâu, khen Tô Mặc tốt bụng, sạch sẽ, còn giúp cậu ta giặt quần áo. Lời nói ấy đã gây ra rắc rối lớn, qua ngày hôm sau, có mấy cậu bạn thích đùa hễ gặp Tô Mặc là lại gọi giật giọng nhờ giặt quần áo. Con trai vốn đã lười biếng, con trai khoa thể dục thể thao lại càng là trùm cuối, cả ngày chỉ lo ve vãn dụ dỗ con gái nhà người ta giặt giùm tức thối. Vậy mà lại có một người sẵn sàng làm việc đó, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội bốc lột chứ? Kể từ đó, Tô Mặc không bao giờ giặt quần áo cho Lương Bân nữa. Đối với những kẻ thích đùa dai, khi tâm trạng không tốt, Tô Mặc cũng sẽ trừng mắt. Nhưng đáng tiếc, đám con trai khoa thể dục thể thao ai nấy đều chân dài, lúc náo loạn, một mình anh không đuổi kịp, mà có đuổi kịp cũng không đánh lại. Lần đầu tiên gặp Đinh Cảnh Nguyên, Tô Mặc vẫn còn nhớ như in, không phải vì lý do gì khác, mà bởi vì ấn tượng ban đầu quá tệ, muốn quên cũng khó. Cuối tháng 10, buổi sáng trời còn nắng đẹp, đến chiều đã âm u mây đen kéo đến. Tan học, Tô Mặc vội vàng chạy về ký túc xá, nhưng vẫn không kịp, chưa đến nơi thì trời đã đổ mưa. Tô Mặc không dừng bước, lấy cặp che đầu, chạy một mạch lên tầng 3, mở cửa xông thẳng ra ban công, tiện tay ném cặp lên bàn học gần đó, vội vàng thu dọn quần áo. Lúc này, Tô Mặc nghe thấy tiếng động trong phòng, anh tưởng Lương Bân đã về, quay đầu lại nói, về rồi à. Lần này cậu lười biếng thật đấy, quần áo ngâm mấy ngày rồi mà còn chưa giặt. Nhưng khi ông đóng quần áo ướt sũng quay người lại, nhìn thấy nam sinh đang đứng giữa phòng, Tô Mặc ngẩn người. Bản thân Tô Mặc không tính là thấp, đi giày thể thao cũng cao 1m75. Nhưng từ ngày chuyển đến tòa nhà này, ngày nào cũng chạm mặt đám hưu cao cổ khoa thể dục thể thao, Tô Mặc đã sớm thừa nhận mình là nấm lùm, nhất là khi đứng trước mặt tên to con này. Nam sinh rất cao, rất vạm vỡ, sống mũi cao, môi mỏng, tóc ngắn, mặc bộ đồ thể thao màu đen rộng thùng thình, tay áo xắn lên đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn chắc, khóa kéo kéo xuống một nửa, lộ ra lồng ngực săn chắc và chiếc áo ba lỗ màu trắng bên trong. Nam sinh này chính là Đinh Cảnh Nguyên. Ấn tượng đầu tiên của Tô Mặc về Đinh Cảnh Nguyên là khá đẹp trai. Hắn cũng bị dính mưa, tóc tai ướt nhẹp, nước nhỏ tong tong. Hắn không nhìn Tô Mặc, mặt không chút biểu cảm, một tay cầm xấp giấy ăn, một tay ra sức rút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.